đường Lê Văn Lương nhá, quận 7 nhá. Chạy cái đại đường Lê Văn Lương này, sau đó mình rẽ phải rồi mình sẽ lên được cầu Kinh Tẻ. Kem cà lem, có mấy người bán kem. Chỉ có một sở thích duy nhất thôi ạ. Mà thì không thích chơi cờ bạc, cũng không rượu chè, cũng không hút thuốc. Mình chỉ đơn giản là thích lấy xe chạy lòng vòng cho thôi. Ước muốn dẫn đơn, ước mơ đơn giản. Sở thích giản dị, chạy lòng vòng cho vậy thôi là được rồi. Ô dần rồi. Ồ không, nhưng mà xe máy được được rẽ phải. Đường Lê Văn Lương, còn đây là đường gì ta? Vẫn là đường Lê Văn Lương luôn. Rồi xong rồi sẽ rẽ phải sang đường Vũ Hữu Thọ, rồi chạy thẳng lên là cầu Kinh Tẻ đó. Người bán xôi 10.000 một phần. Hai giờ nha, bây giờ là 2 giờ đúng rồi. Xe máy vẫn được chạy. Hồ Tây là đẹp không? Bị sốc nha.